cho một băng mà đâu có phải là đi riêng tẻ đâu. Lâu lâu phải đi riêng tẻ thôi. Nó nhớ, nó điều tra từng người nào nãy nó nhớ chú ông muội đi, chú Lê Nguyễn, cho đại dương nữa, nó biết mà. Xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì mình quay trở lại thăm Bi Đức. Đức năm nay là đúng ngày mai là đúng ngày sinh nhật của con luôn. 12 tuổi. Đúng ra chính xác mà nếu mà căn cứ theo giấy tờ là 12 tuổi, nhưng mà căn cứ theo tuổi ở nhà là 13 tuổi hả Đức? Hôm nay con đi học lại chưa? Chưa được. Dạ, chút đưa ghế lên sơ nè. Vô sơ đi nè, em chạy không có xe được mà. Trong thời gian qua thì khi mà tụi em thăm á, thì sau, được luôn, Phong ơi. Sau đó thì nhiều người nhiều người ai cũng nói tao thấy mày trên clip rồi, nổi tiếng lắm rồi, trên Đông Hà. Gặp nè mẹ con nó đó, đi mua với số người mua người 10 tờ, người 20 tờ. Có cô nói mẹ con mày khổ quá, tao mua giùm cho 20 tờ. Ngày nào cũng mua. Sáng là con mấy giờ đi Đức? Dạ 6 rưỡi. 6 rưỡi 6 rưỡi con đi hả? Mấy giờ con về? Thì mới về đó, mới về tới đây nè. Hôm nay con bán được bao nhiêu tờ nè? 280 tờ. Có bữa bán được 500 mấy luôn á. Là nhờ mọi người coi clip của tụi em rồi ủng hộ trên YouTube, trên đời Facebook gì đó. Là người ta mới nói là tao thấy vậy tao mua giùm nhiều. Có một bữa ha, bán quá trời luôn, bán được 500 mấy tờ luôn. Bán lấy nhiều lắm hết, một lần này hết, với lại lấy tiếp. Để nó hôi lấy quậy mày. Thấy con hết rồi cô ơi, giờ bán nữa. Sao mày không về đi, trưa đó 11 giờ mấy rồi, không chịu về đi. Nắng quá. Nhiều người kêu về đi, không được, con phải bán nữa. Bán cho có tiền mà. Thời gian qua, cái đợt mà vừa rồi em chị tưởng anh Lê Nguyễn tới thì đợt đó tụi em gửi cho gia đình bao nhiêu tiền ta? Lần đầu là 100 đô, là 1 triệu 3 mấy chục. Lần sau là 6 triệu không 50, chị tưởng 1 triệu là 1 triệu là 7 triệu không 50. 7 triệu. 7 triệu không 50. Cho 7 triệu đi ha. 7 triệu thì sao nghe nói có cách đây vài hôm là hai mẹ con hụt vốn. Có người cho đi, là có nghĩa là bây giờ đi á, bị giỏi nè, để rớt lúc nào hết tiền không hay. Để rớt cái vỏ xuống á, nếu không có kéo chân kéo. Mình bỏ tiền ở trong vỏ này hả? Bỏ vô rớt vỏ. Rớt vỏ cái lụm lên rồi, lục lại không thấy đâu hết. Tại vì... Về ngồi họ ngó nhau nè, con ơi tiền đâu nó con không biết, còn nãy con lục vỏ con không thấy. Tại vì em khá bất ngờ, tại vì đợt trước là tụi em ghé thăm chị, tụi em gửi 7 triệu, rồi cũng nhiều mạnh thường quân gửi lắm. Nhưng mà cái vài ngày sau cái em hàng xóm nói là hai mẹ con bên đây không đi bán vé số nữa. Hỏi ra thì biết là bị... Không phải là không đi bán, vẫn đi bán. Có cái là mình không đi bán mà không có nói cho ai biết hết á. Mọi người nói là mình bị hụt vốn. Không phải. Có một lần thôi, nhưng mà chị Quanh chỉ nói là không có sao hết á, ráng cười lên đi rồi để bán được. Không bán lại ra. Là nguyên nhân là mình bị mất cái vỏ tiền. Tại cái vỏ kia nó bị rút cái quai rồi, cái vỏ đen quai ngã luôn. Đứt cái quai rồi tụt cũng không hay. Hôm nay con bán một cái cháo dí số hay là giật dí số của con nữa không? Cứ vụ mà lòn vô quá, số cũ thôi à. Cô đang bán rồi, người ta chỉ lòn vô. Mẹ cái người ta lấy số cũ á, nguyên cọc vé số rồi lòn vô rồi lấy số mới đi. Nên là bị giật ở đây lên, hôm nay còn đẹp. Mấy người kia cũng bị giật lên. Mình la thì nhưng mình không có biết đó. Có nghĩa là vậy nè, nó rất có một tờ à, lụm giùm đi, người ta không xuống lụm giùm mình. Nhưng cô biết mình lụm cái là mình ta đánh đầu không hay đó. Ông thiền que cũng vậy kìa, xuống lụm muốn không lụm á. Ông nói là mất 90 tờ hoài à, cũng lụm cọc vậy nhiều. Đó ông nói là mất nhiều chứ ông không lụm. Một tờ cũng không lụm, giờ biết rồi không có lụm. Không thôi ta mua cái ta bỏ vô tài áo nè. Bà già kêu mà khóc quá trời luôn, mấy trăm tờ. Khóc cái gì nữa mà khóc, trời đã mất rồi làm sao lấy được. Khóc quá trời luôn. Thế trời ơi, kiểu đó tao đi bán vé số sao được, người ta lấy hết của tao. Mấy hôm vừa rồi là chị Kim Loan, chị có đưa chị hoặc là người nhà có đưa chị đến bệnh viện khám không? Khám mà xem cái có, việc điều trị bệnh nào không? Kim Loan có. Ở bệnh viện, tại nói tại sao ta chưa tê một bên này nữa. Anh tê tấp lên này nè. Ở khi đi quay còn mộng đầu không biết sao nên chị hứa khám kêu giấy chị viện rồi. Nhưng mà đi không được. Có rồi chứ in giấy nữa thôi, người ta đóng mộng cái là đi rồi. Nhưng mà đi không được nên thành chị Quanh nó từ từ đi chờ hai anh này. Nhưng rồi thì làm tất cả khám xét các xét nghiệm thì bác sĩ chẩn đoán là cái u ở cổ chị là sao? U cường giáp, bây giờ chị qua bên máu đông đây tiếp. Có thể bị liệt bên này nữa. Cái gì vậy?
nói con bây giờ có cơ hội bị coi chừng liệt một bên nữa, còn có một bên hà kêu đáng đi chữa đi, để mất liệt luôn một nguyên một người làm sao mà chữa. Ừ đó đó, là máu đông một bên rồi. Chị đi khám được bao nhiêu ngày rồi? Dạ hiếu kìa. Chị đi khám được bao nhiêu ngày rồi? Chú không nè con. Dạ. Con quên hả? Con Lê Nguyễn nè. Chào chú. Ờ chú chờ chờ. Chào con. Đây là chú không kìa, chú không nãy gặp chú đi, con ngồi đây nè. Chị đâu hả? Mình đang trao đổi cái việc ở chỗ là chị kể là chị đi khám được mấy hôm rồi. Trước á giấy tờ khám bệnh đang ở nhà chị không đang... ở cho bệnh viện không có lấy về. Ủa sao không lấy về? Không biết chị quên la đó mà. Sao mày không cầm về? Ê chết rồi. Chị phải lấy về chị... biết nói em nghĩ là chị có trao đổi chị quên. Chị quên ơi em có đi rồi nhưng mà bị chị quên la hoài họ cái gì không hỏi hỏi chị thì chị kêu đi bệnh viện đi khám coi lên thế nào. Em nghĩ là chị nên xem lại xem cái giấy tờ khám chữa bệnh người ta chẩn đoán là chị bị làm sao cái u đấy và cái điều trị như thế nào rồi để cho bởi vì cũng có mọi người cũng quan tâm đến câu chuyện cái hoàn cảnh của chị thì cũng biết rõ ràng hơn để cái u của chị là sao. Vì hôm qua ấy, em cũng nhận được nhiều cái thông tin bảo rằng cái u ở cổ chị là cái u ác không thể xử lý được. Vâng. Hôm bữa là mẹ đi khám bệnh hả? Con đi với mẹ luôn hả? Bệnh viện nào con? Thủ Đức á. Thủ Đức hả? Rồi sao tự nhiên không lấy ta, không lấy giấy tờ về? Tại vì vô xong cái kêu lấy giấy chuyển viện, cái đó giờ không có tiền cho chuyển viện. Bác sĩ kêu không lấy giấy rồi ra ngoài in á. Kia đâu chỗ photo in gì đó ra lấy cái giấy. Không thôi con về luôn. Trăm hỏi thăm là hôm nay chị mọi người tới cho tiền mình được bao nhiêu rồi? Ba chị tôi đỉnh hình cái. Ba chị hôm qua cô nào bên kia gửi tiền cho 50 đô. Thôi chị hôm qua có người tới thường đưa. Hai cô chú như là ở đây mọi người cho người mấy trăm. Đi về á, trên đường đi về kia là cho người có 200, 400. Ở đây khu đi người cho ít. Từ hôm bữa đến giờ thì hôm qua có anh Nam ở dưới về cả nhà bè ở đây rồi đó. À. Cho được quay phim nữa là ông chú kia. Chủ nhà trọ đây cho triệu gửi nó là 3 triệu rồi. Hôm qua là 1 triệu mấy thôi, 1 triệu mấy. Về nha cô. Về hả? Về nha. Mấy mẹ con bây giờ là gần 12 giờ rưỡi, gần 1 giờ chiều rồi. Hả? Gần 1 giờ chiều rồi, ăn cơm chưa? Gần 1 giờ rồi hả? Quên giờ luôn không biết được. Tại đây có cô Năm nói chuyện mới vui. Hộp cơm nè cô. Người ta mới cho nè. Cơm từ thiện, cơm chay nè. Ta mới đem được cho. Cơm cho đồ nè. Đó, bà cho đồ đó đó cho nó. Bữa nay mùng 1 nữa, nên là đâu. Hôm qua mà. Xin lỗi, hôm qua mùng 1. Hôm qua 30, hôm qua 30 ngày âm lịch. Bữa nay mùng 1 là ăn chay. Cái quán cơm chay hôm nay khá là đông. Nhưng mà ít có chuyện chay lắm. Dạ. Uống nước ngọt hoài, mất khỏi nói chuyện luôn. Abidam nè hành nè. Nửa đêm hôn phụ luôn nói con, mẹ em đừng giữ nhà đâu. Ráng ngủ đi con. Em đâu? Em chia sẻ với chị là em khá là buồn vừa rồi là tự nhiên cái mọi người đóng góp tiền cái chị không phải, tại vì chị Quanh chị có nói vậy nè. Em nói với anh Phong đi, có gì đưa em đi bệnh viện một đây. Nhưng mà không biết nói thế nào luôn, thật sự không biết nói làm sao á. Chị Quanh chỉ lo, chứ kêu gì đi. Thôi thì hôm nay em ghé thăm, lâu lâu ghé thăm thì gửi quà của các mạnh thường quân. Trong thời gian qua thì nhận được cái số tiền khá là nhiều từ các mạnh thường quân. Trước hết là món quà của chị có Facebook tên là QC bên Úc gửi cho 100 đô Úc. Anh Trung ở Cai Lậy gửi cho 200 ngàn. Chị Thuận ở Nha Trang gửi cho 500. Chị Phượng gửi 500. Nguyễn Kim Quang gửi 500. Gia Sơn Trần ở bên Mỹ gửi 50 đô. Thái Thị Hồng Thắm gửi 3 triệu. Cô Đặng Thị Chính ở Mỹ gửi 2 triệu. Chị Chiến Lê ở Đồng Nai gửi 600. Chị Châu Phạm ở Mỹ gửi 50 đô. Cô Ngọc Anh ở quận 1 gửi 200 ngàn. Cô Thu quận 1 gửi 200 ngàn. Anh Viễn Nguyễn bên Úc gửi cho 4 triệu. Một cái danh sách nữa chốt vào ngày 2 Tây tháng 11 là các mạnh thường quân đợt trước gửi thêm nữa là được 6.050.000. Thì đợt đó thì mình cũng đã gửi cho mẹ con của Đức rồi. Thì hôm nay thì mình gửi tiếp thêm cái món quà tổng số tiền là 15.4 triệu đồng.
nhớ giữ số điện thoại nha chị. Dạ vẫn giữ mà, có số kia bị mất rồi không có. Chị thuộc số điện thoại đọc cho mọi người nghe đi. 034 034, dạ, 7645 7645, 038 038. Đây cái số tiền trong này là 15 triệu. Rồi chú sẽ đưa thêm 400 con ngàn nữa. Được đó, con mà cầm làm cái gì không được, không có tốt. Mẹ đây con biết sao không, tánh hư lắm, đòi mua đồ chơi mẹ không chịu mua. Thầy cô kia đưa cho mẹ giúp chú. Bên chú hỏi anh cu này là sao đợt này là hay đánh mẹ vậy? Cảm ơn tất cả mọi thành quân đó, mà thường quân đã giúp đỡ ba mẹ con em. Cô, chú đang hỏi cháu. Vô trường học gặp sơ đã, đi vô trong trường đi nè. Đây nè. Để gặp sơ đã, hỏi sơ thế nào chiều nay học được. Sơ kêu chiều đi học đi, 3 giờ vô học. Chưa chịu vô. Học thêm. Tại sao mọi người nói con là đánh mẹ? Có không chị? Đánh quả gì? Sao đánh mẹ? Rồi đi mua đồ chơi đó, không mua á. Mới ra nó hồi sáng nè, hồi trưa nè. Mẹ mình cái gì cái mẹ chết rồi không ai nuôi mình đâu. Khổ lắm. Giờ bây giờ mà chỉ có ba cái mẹ con ở với nhau, mẹ cháu với thằng thương mẹ chứ. Nghe mẹ nói vậy đó. Thằng cu này hư quá. Nó hư lắm luôn. Đức, chú nói chuyện nè. Con có đánh mẹ không? Không nghe. Cháu không được nói dối nha, chú biết hết nha. Tại vì ở đây hồi nhóc nhỏ hồi nãy là thiếu đó. Nãy hỏi nó nói cho nghe. Con đánh không? Con đánh chị không? Đánh quả gì? Sao vậy? Nhưng mà là chỉ có hôm nay thôi. Còn mấy hôm mà chứ không có. Hôm trước à. Chú nghe cái chuyện này là chú biết cách đây vài hôm rồi. Công an còn xuống mà. Hả? Chú Vinh á, chú Vinh công an mà. Công an khu vực xuống mà. Không, không có kiểm tra gì vấn đề, thậm chú làm vắng thôi. Đâu có chuyện đó đâu. Nhưng mà bữa cách đây mấy hôm là sao con đánh mẹ? Đánh chị mấy con người là sao? Cách đây mấy bữa là Đức đánh chị như thế nào chị? Cái gậy á, cái gậy chống đi á, nó cầm nó gõ xương tay thôi à. Đâu, vị trí nào? Đưa cho em xem thử. Chỗ này nè, chỗ này nè. Bây giờ còn tím rìm nè. Xương hôm qua, mới ngày hôm qua thôi. Anh ở đây khóc á. Mẹ mất rồi, ai mà lo cho con nè. Không thương mẹ à, mẹ bây giờ bị như vậy rồi. Dẫn đó, bị ở nhà trọ rồi. Qua bên chợ Tâm Hà. Chị dẫn qua Tâm Hà đi bán, không cho đi á. Hư quá nha. Tâm trạng á, vui cho đi, buồn không cho đi. Chú tưởng nó con thương mẹ lắm chứ. Nó ngoan lắm nhưng mà vậy không phải đâu. Chỉ vì đánh mẹ riết ông ngoại đủ qua đâu nhà trọ ở đó. Ông ngoại thấy xó con bà chịu nổi. Con có buồn cái gì mà sao con hành động như vậy? Không có, nói gì nè, mua con chiếc kia, mua cái tàu lặn á, mắc cho cả triệu tiền. Không triệu có, lặng, không mua được. Cả triệu. Bao nhiêu? Cái đó bao nhiêu? Mấy trăm ngàn cũng mua được. Mua để làm gì khi tiền ăn không có? Chị Oanh có nói nào qua nè, qua chị Oanh có hỏi nào Đức. Giờ con muốn cô sinh nhật và gì, cô nó xin tiền cái lễ cái tàu đó, chị Oanh nói trời mày. Trời có trời ít nhỏ ha, ít nhiều quá ha. Chị Oanh còn la đó. Chỉ là người bỏ tiền để làm cho tụi nhỏ. Hay lắm. Con đi làm mà con phụ mẹ bán vé số, con biết là nó khổ cỡ nào rồi. Mà con biết là cái tiền hồi nãy chú gửi cho mẹ, cho gia đình mình á, là có những người họ lao động, họ làm đêm làm ngày á. Đây. Trong đó có cái chú Trung ở dưới Tiền Giang, chú còn khổ lắm. Chú còn bị xương thủy tinh cả. Cháu biết không? Người suốt ngày xương bị vỡ ra đây này. Mà chú không biết sống được bao nhiêu lâu nữa. Em chia sẻ chị là trong cái danh sách nãy giờ mọi người gửi cho chị 15 triệu 400 ngàn á, trong là có một anh người bạn của em khổ bị xương thủy tinh. 10 lần phẫu thuật rồi, ngồi trên chiếc xe lăn như thế này nè. Hiểu vấn đề đó. Tại có một đứa cháu bị xương thủy tinh rồi. Mà đóng góp hoài. Dành 200 ngàn nhịn ăn. Tiền đó là tiền có hỗ trợ cho ảnh á. Ảnh không ăn uống, ảnh gửi lại cho nó thấy Đức thương quá. Thấy con hiếu thảo với mẹ quá. Mà chú buồn là khi nghe con rất nói đầu là rất là hiếu thảo. Nhưng mà sau này mẹ kia làm việc nhà không làm. Kiếm chuyện đánh. Chỉ việc nhà thôi. Bây giờ mẹ giờ chỉ cần chị khiêng giùm cho em cái túi đồ lên thử. Sẽ thấy cái tay của mẹ nè, sẽ rung bằng bật lên nè. Chỉ gồng sức lên là cái tay chị là đó tê á, mọi người thấy lắc không? Cái xe này anh để đây nó đùng nãy rồi anh thấy kìa. Con thấy không? Mẹ khổ, nửa người tụt khớp bên này là không thể nào vận động được. Tiền này đi kéo chị cái tay lên rồi. Đi qua đường số 3 là có chỗ kéo chị, có trung tâm kéo chị cái tay lên rồi. Các chú thỉnh thoảng mới đến thôi, nhưng việc gì các chú đều biết hết. Chỉ có mỗi một cái là đó, đòi nghe lời mẹ không chứ. Được ý, không được như ý là quýnh mẹ kiếm chuyện. Con biết là một cái đồ chơi của con là chỉ gì món bình sữa em tiền mọi mà. Người đóng góp nhiều không? Mấy trăm ngàn lần á,
lúc trước á, lúc mà chưa gặp mấy anh á, em đi bán bên đường lên đông á, người ta gặp vô nó mấy trăm ngàn ha, cho mấy trăm ngàn lấy tiền đi mua đồ dụng cụ sửa xe, không có làm được cái gì hết, để xếp chơi vậy đó, tháo thắng cuối ra nè, hư quá à. Tháo thắng ra cho xuống dốc không thắng được, sợ té, té mấy lần rồi sợ. Đây là cái xe lăn của mẹ mà con tháo hả? Ừ. Sao vậy? Không biết nữa, lấy đây định nó thắng làm gì, ra bị ngoại lao ngoại cho đấy đó, rồi để luôn tới giờ. Ủa sao mẹ thắng, mẹ đi được không? Không thắng được. Ủa thế đi xuống dốc rồi sao? Đây nhà cháu đi xuống dốc nè. Nó nghĩ lại, nó nghĩ lại. Đây đây là đường đi xuống dốc này. Mấy lần đi nó không gửi xe cho mẹ đi. Thôi chị đi đem ra thợ sửa đi, cái này sửa đơn giản lắm, 10.000 à. Nha. Để sửa đi. Để thắng lại. Chứ không tụt. Thắng thì tao là hứng lắm, không thắng được, nó thấy thì mới tháo ra. Mẹ lắc cái mẹ không cầm được cái đó. Cái sao tháo ra? Nó ở đây nè, không lên nó không được. Không đem lên không được. Phải nắm ở đây đồng cậu rồi thôi à. Ở nhà dọn nhà cửa, bây giờ mẹ bệnh như vậy rồi thì ở nhà dọn nhà dọn cửa cho gọn gàng, cho sạch sẽ cho em. Mẹ phải bóc xuống, mẹ ngồi mẹ lo, mẹ làm, mẹ nó la là mẹ làm cái gì mà làm vậy? Nói mẹ dọn nhà, mẹ dọn dịch khoảng 3 năm phải thôi nè, mẹ đang khóc hoài chị. Trong cái hoàn cảnh nhà mình như vậy thì phải thương mẹ, thương em chứ. Nó chưa từng tiên, chưa cảm nhận được vấn đề mình khổ thế nào chưa? Thôi, hôm nay thì... chú Phong, chú Lê Nghĩa ghé thăm con. Chú biết hết là... ở xóm chợ con như thế nào đó, con có đánh mẹ bao nhiêu lần rồi, đánh như thế nào là mọi người trong xóm chợ nói cho tụi chú biết hết à. Cho nên là con phải ứng xử tốt. Vừa rồi á là chú còn nhận được thêm một ít quà, quà kẹo nè, rồi cả tiền nè. Mỗi mấy cô chú thương con á, thấy con hiếu thảo với mẹ, gửi cho chỗ bán của cô Tưởng á. Nhưng mà à, chủ nhật này đó anh Nam đưa bạn này cô xuống chỗ bán cô Tưởng mà. À, ráng đi, tới chủ nhật thì chú sẽ gửi thêm tiền cho, tại vì đợt này chú đi chú chưa có lấy cái khoản tiền mà mọi người gửi quán cô Tưởng để gửi cho mấy mẹ con. Đợt sau chú sẽ quay trở lại, có mấy cô chú ghé quán của cô Tưởng gửi đồ á. Dạ thôi anh Phong ơi, nếu còn số tiền đó anh để giúp mọi người khác, rồi có người nào khổ hơn em giúp giùm đi, em không có lấy số tiền đó đâu. À, để em đủ tiền kéo cái chị rồi, đủ tiền này rồi. Kéo chị có thay em được rồi. Kéo chị gì bao nhiêu tiền à? Em hỏi bên đường số 3 chỗ đây này, cho bóng quyền thầy thủ nó là mười mấy triệu, em cũng hỏi chị. Dạ thôi, tiền của mọi người gửi cho chị thì em sẽ chuyển. Đợt sau chủ nhật đây gặp nhau tiếp tục chuyển những món quà. Tối chủ nhật mới đi gặp được. Dạ thì cứ tới đó nha. Bữa nào có lên quay phim dọn dẹp cái nhà giùm đó. Hứa với các chú nha và mọi người nha, phải thay đổi đi. Cháu phải thương mẹ thương em và lo cho mẹ. Chú Nam nói là chủ nhật chú Nam lên, chú Nam đưa đi, lên quán tưởng.